Chào mọi người đến với cái channel YouTube của Len Xoắn. Và mỗi khi có một video mới thì chúng mình sẽ trình làng cho mọi người những cái siêu phẩm này đây. Và bây giờ thì chúng mình cùng chào mừng với Mai Phi Pin đã về với Len Xoắn nhá. How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. What you do? Ở video này Len Xoắn muốn giới thiệu cho mọi người ba dòng sản phẩm đến từ Mai Phi Pin, đó chính là Tia, Charlene và Navid Betty. Nói qua một chút về tên của hãng nha. Mai Phi Pin lúc đầu mình cũng không hiểu ý nghĩa nó là như thế nào hay là nó đọc ra làm sao, thì sau khi tìm hiểu mình đã hiểu là Mai Phi Pin đó chính là cụm từ viết tắt của My First Impression, đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi. Và thường thì ấn tượng đầu tiên khi mà chúng ta gặp bất kỳ ai cũng chính là cái đôi mắt nó sẽ gây ra cái ấn tượng đầu tiên và sẽ gây cái thiện cảm dành cho người đối diện. Thế nên là mình nghĩ rằng là cái thông điệp của Mai Phi Pin đó chính là sẽ đem lại cho mọi người có một cái ấn tượng đẹp nhất và tốt nhất trong cái ánh nhìn của chúng mình. Ba dòng sản phẩm này sẽ có 5 tông màu, đó chính là Charlene Olive này, Charlene Bronzy, Tia Copper, Tia Ash và cuối cùng là Navid Beige. Và bây giờ chúng mình cùng đi vào xem luôn 5 màu len này khi mà lên mắt thì sẽ trông như thế nào nhá. Đầu tiên đó chính là packaging của Charlene. Với Charlene chúng ta sẽ có hai màu, đó chính là màu bronzy và màu olive. Và với mỗi một tông màu sẽ có một bức tranh biểu tượng riêng. Và theo như mình biết thì đối với cái màu bronzy này thì nó sẽ là một cái màu ảnh với cái hình ảnh một buổi chiều và rất là thảnh thơi. Và đối với olive thì nó sẽ là một cái màu xanh tươi mát như chính cái hình ảnh của nó đã được hiển thị lên trên như thế này nhá. Và cả hai màu này đều có một cái nền của cái hộp, đó chính là màu vàng tươi mát luôn này mọi người. Đó, trông rất là xinh và trông rất là đáng yêu luôn nhá. Sang đến packaging của Tia thì mọi người có thể thấy là sẽ có một cái tông màu hồng chủ đạo như thế này dành cho hai cái màu ash và màu copper. Và hai cái hình ảnh được hiển thị ở trên cái phần bề mặt này này, nó sẽ hiển thị được luôn cái hiệu ứng của len khi mà lên mắt. Mọi người có thể thấy là hiện tại ở trên cái hình ảnh đều mang một cái gì đấy rất là long lanh, một cái hiệu ứng thủy tinh, thì khi mà lên mắt thì chắc chắn là màu len này nó cũng sẽ đem lại cái hiệu ứng như vậy nha. Đây chính là packaging của Navid Beige, cũng mang âm hưởng một cái tông hồng rất là nhẹ nhàng và xinh xắn, và cùng với đó là một cái hình ảnh khá là trong veo sương sớm, và kiểu như mọi người có thể thấy là một cái màu nắng trong veo khi mà chúng mình nhìn ở thấy cái ảnh này. Và chắc chắn là hiệu ứng lên mắt của đôi này nó cũng sẽ tương tự như vậy nha. Đây nha mọi người ơi, đây chính là vân len của Charlene Olive nha. Mọi người có thể thấy là phần vân len lên khá là dày màu, và ở bên trong ấy thì nó sẽ là màu nâu ánh vàng và tỏa dần ra màu xanh nhá. Cái phần vân này nó còn có một chút tủa tủa, thì khi mà lên trên mắt ấy sẽ có một cái hiệu ứng khá là tây nha. Đây chính là khuôn mặt của mình khi mà đeo Charlene Olive nha mọi người ơi. Thì graphic dia của nó không quá to, rơi vào tầm 12.9 thôi, thế nên là khi đeo lên mắt ý, mắt của mình sẽ hơi tròn nhẹ một chút nhá. Và đặc biệt là ở cái phần trong của cái vân len, nó sẽ là một màu nâu vàng tỏa dần ra là màu xanh, thế nên là khi lên mắt nó sẽ chuyển màu sang màu xanh khá là tự nhiên. Với cái phần vân len hơi sọc sọc như thế này này, nó sẽ là sọc nhẹ khi mà lên mắt. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là đeo lên khá là tây và khá là thu hút nhá. Với một cái màu xanh khá là lạ như thế này nhưng mà nó không quá khó đeo. Mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn mà muốn chuyển từ màu nâu hay là màu xám sang với cái tông màu lạ hơn, thì chúng mình nên thử màu này luôn nhá. Tiếp đến là Charlene Bronzy. Như mọi người cũng đã thấy thì vân len khá là dày giống như là Charlene Olive, nhưng mà với cái tông màu nâu đồng như thế này nha mọi người.
Đó, lên rất là xinh và mình nghĩ là tông này nó sẽ hơi lạnh nhá. Khác với Charlene Olive thì với cái Charlene Bronzy sẽ mang một cái mức sáng nhỉnh hơn cái Olive một chút nha. Mọi người có thể thấy khi mà lên trên mắt của mình ý, cái tông nâu vàng được thể hiện khá là rõ, hơi ánh đồng và hơi ánh sáng nhẹ nhẹ. Thế nên là khi mà lên trên mắt ý thì mắt mình sẽ cảm giác được cái sự tây hơn, sự quyến rũ hơn khi mà đeo lên. Và đặc biệt là với cái tông len mà không viền như thế này thì khi mà hiển thị cả cái khuôn mặt của mình sẽ khiến cái mắt của mình trông nó thật hơn. Và mặc dù nó sáng nhưng mà nó không quá bị gắt gỏng nha. Tông nâu thì luôn luôn là một cái tông màu rất là dễ đeo và không kén màu da hay là cũng không kén tông make up. Thế nên là mọi người có thể sử dụng khi mà đeo đi chơi hay là đi những cái buổi mà cần sự xinh xắn nhẹ nhàng xíu xíu nha. Khác hẳn đối với Charlene thì Tia sẽ không có vân len mà chỉ hiển thị phần màu thôi nha. Mọi người có thể nhìn thấy là ở trong cái vân len này sẽ có hai dải màu để khiến cho cái mắt của mình được bóng hơn và sẽ kết hợp với cả phần viền để khiến mắt được giãn và tròn hơn nhé. Đây là khuôn mặt của mình khi mà đeo Tia Copper. Mọi người có thể thấy đây là một cái màu nâu rất là tự nhiên đúng không? Đúng kiểu là trong veo như những quả cầu thủy tinh ở packaging của nó vậy. Và khi mà mình đeo lên ý thì mình sẽ thấy là mắt của mình nhìn bình thường sẽ là tông cái tông nâu rất là nhẹ nhàng thôi. Và khi mà ra nắng ý thì những cái tông nâu mà có hơi một chút highlight như thế này sẽ rất là bắt sáng và khiến cái mắt của mình được trong trẻo và bóng nhẹ hơn nhá. Và đây chắc chắn là một cái màu len rất là tự nhiên và rất là dễ đeo, phù hợp với tất cả các bạn luôn nha. Mọi người có thể đeo để đi học, đi làm cũng được, bởi vì màu len này rất là tự nhiên. Hoặc là những bạn nào mà thích cái tông theo cái kiểu hàng nàng thơ Hàn Quốc hay là kiểu nhẹ nhàng trong trẻo thì mọi người cũng có thể sử dụng cái dòng này nhá. Tiếp tục là Tia Ash với tông xám không vân. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là cũng sẽ có một chiếc viền để khiến mắt mình tròn và to hơn nha. Đây chính là khuôn mặt của mình khi mà đeo Tia Ash nha. Như mọi người cũng đã nhìn thấy ở phần vân len ý thì cái phần viền lên mắt khá là rõ ràng. Nhưng mà khi mà đeo lên trên mắt như thế này thì phần viền của nó sẽ lên rất là mỏng thôi mọi người ơi. Chủ yếu là tập trung vào cái phần bóng và phần trong của cái màu xám tro này này. Thế nên là bạn nào mà muốn đổi gió sang một cái màu xám mà nó không quá là sáng vẫn có thể đeo được hàng ngày, đeo đi học đi làm đều được, thì mọi người có thể tham khảo Tia Ash này nhá. Bởi vì tông này nó sẽ rất là tự nhiên và sẽ rất là nhẹ nhàng, mang cái tông xám tro đồng đồng nhẹ nhẹ, rất là xinh nhá. Và đây chính là vân len của Navit Beige. Nhưng mọi người đã thấy thì cũng giống như Copper và Ash thì vân len của Navit cũng sẽ có một chiếc viền nhẹ nhẹ ở bên ngoài, nhưng mà với phần màu thì nó sẽ sáng và rõ ràng hơn nha. Màu len cuối cùng đây rồi, và bây giờ là mình khi đeo Navit Beige nha. Nhìn qua thì vân len của Navit Beige và Tia Copper thì hơi na ná như nhau, nhưng mà khi mà nhìn kỹ thì chúng mình sẽ thấy được là cái Navit này này nó sẽ có một cái tông nâu vàng sáng rõ hơn nha. Và đặc biệt là khi mà chúng mình đeo lên mắt thì nó sẽ được thể hiện rất là rõ ở đây. Đó, cái tông này thì nó sẽ là một tông nâu hơi kem nhẹ một tí, và khi mà ra nắng thì nó sẽ còn hơi ánh vàng nắng cơ mọi người ạ. Nên là khi mà đeo lên mắt sẽ rất là trong và sẽ kiểu hơi sáng tây một tí ấy. Cái này thì mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà thích make up những cái tông theo kiểu là màu cam hay là màu nâu hay là màu hồng cũng rất là xinh nha. Bởi vì là những cái màu này khi mà lên trên mắt thì sẽ cảm thấy là cái mắt của mình nó sẽ được thu hút và nhấn nhá cho cái đôi mắt của mình thêm phần long lanh và nàng thơ hơn. Thì đối với mình thì mình sẽ thấy là với cái tông này đeo đi học đi làm thì nó sẽ hơi sáng, nhưng mà nếu mà đeo đi chơi thì sẽ rất là xinh nha. Mọi người có thể là tham khảo những cái tông màu nâu sáng như thế này thì sẽ khiến cái khuôn mặt của mình nó sẽ được tôn da hơn, hay là khuôn mặt của mình sẽ được thu hút hơn rất là nhiều nhá. Cả 5 màu len của My Fin thì đều có hạn sử dụng là 1 tháng, rất thích hợp với những bạn mà có mắt nhạy cảm hoặc là những bạn thường xuyên phải đeo len hàng ngày. Cái này thì nó sẽ giữ vệ sinh cho len và cho mắt rất là tốt nha. Ngoài ra thì với cái chất liệu mà silicone hydrogel là một cái chất liệu cao cấp nhất hiện nay dành cho len, thì các nàng mà có đôi mắt nhạy cảm ơi, đừng có lo lắng gì cả. Mọi người hãy tự tin diện My Fin để khiến cái đôi mắt của mình được tỏa sáng long lanh mà luôn luôn được dễ chịu và thoải mái nhất nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này, và mong rằng sau khi xem xong video này thì mọi người có thể có được cái nhìn cận cảnh hơn và lựa chọn ra màu len mà phù hợp với bản thân mình nhất nhé. Và ngoài ra chúng mình còn gửi tặng cho mọi người những cái code giảm giá dành cho 5 màu len mới này, và hãy tận hưởng và trải nghiệm nhé. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Len Xoắn để cập nhật được thêm nhiều mẫu len mới nhất và hot nhất tại vũ trụ len này nhé.
Và bây giờ thì phải bye bye.